Còn đây là một người em và một người chị. Và mình không biết cái kèo gì nó cửa trên cả. Mình không biết nói gì. Đấy. Hàng Vũ Thúy thì trước kia thì mình nói thật luôn là mình cũng tiểu sử rồi này nọ, mình cũng biết hết. Thế nhưng mà nói thật, cái chuyện anh em biết nhau là cái chuyện anh em biết nhau, cái tiểu sử người ta thế nào, người ta có xấu có đẹp, người ta vẫn quan tâm mình, người ta vẫn chơi với mình, người ta vẫn đoàn hoàng với mình. Mình không nên nói xấu, thế thôi. Đấy. Còn chị Jenny Phương thì mình nói thật, mình cũng biết từ lúc năm 2015, 2016. Thế đến bây giờ thì mình chỉ qua loa để sang quán chỉ đi nhậu với lại kia trong Sài Gòn. Nên mình có biết cái gì đâu, mình phải nói người ta làm gì, khó. Thế là cái chuyện này chuyện riêng của người ta, mình không quan tâm. Thế là xong. Đấy. Anh có thái có biết Hoàng Trung không? Hoàng Trung nào? Hoàng Trung xem bói hả? Hay Hoàng Trung nào? Quyết não ok em nhé. Anh chào em Gôn Nguyễn 555 nhá. Hello em. Mỗi người mỗi cái gì? Mày đi cùng ngủ không buông màn à hả? Mẹ mày nhìn phòng tao cái này phải buông màn, một con muỗi không có, con ruồi không có phải buông màn. Chỉ có mày mới là thằng đòi màn thì mới phải răng màn thôi. Anh Thái ơi, anh có chơi với anh Nhân Thổ, Nhân Thổ nào? Nhân Thổ nó ở đâu ấy? Nhân Thổ. Hôm nay Khánh nó gọi người tìm nong chín ngón, nong rén à? À. Anh em Đan Phượng chúc anh Thái sức khỏe. Anh cảm ơn em Thái Mập Đan Phượng nhá. Anh chúc em và gia đình sức khỏe nhá.